Nếu như tiếng Mỹ Tây Cơ, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình song ngữ từ nhiều năm trước, thì đến năm học 2015-2016 này, lần đầu tiên chương trình song ngữ Việt-Anh mới được đưa vào trường công lập. Và nơi đầu tiên được chọn để thực hiện chương trình này là trường tiểu học The Mill thuộc học khu Westminster. Một buổi học của các em mẫu giáo thuộc chương trình song ngữ Việt-Anh diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe cô giáo Hương Đặng nói về điều này. Buổi sáng đó thì mọi người gặp nhau ở lớp. Một là cô tiếng Việt là cô Đặng, hai là lớp tiếng Anh là cô Pelton. Thì mình có hai lớp, thì mình đặt tên cho các em là một lớp con Việt và lớp con S. Thì sáng nay là ngày thứ ba, mình nhận lớp con S trước. Còn các em con Việt thì vào lớp tiếng Anh học với cô Pelton. Học cho đến 10 giờ thì giờ ra chơi, thì các em đều ra chơi chung với nhau với các bạn ở trong lớp mẫu giáo, tức là có 5 lớp. Sau đó thì các em lại vào lớp thì học toán, thì toán thì các em lại qua lớp khác học nữa, tức là các em có cô giáo toán khác. Thì lúc đó các em học tiếng Anh, vì họ muốn là mình hòa đồng với tất cả các bạn khác chứ không phải chỉ chương trình song ngữ không thôi. Rồi sau đó đến 10 giờ rưỡi các em trở về thì tùy theo thời khóa biểu mỗi ngày có thể học khoa học hoặc là học xã hội, khoa học xã hội. Thì môn xã hội học thì học với cô Pelton là cô tiếng Anh, còn môn khoa học thì học với mình là tiếng Việt. Sau đó các em đi ăn trưa thì cũng ăn chung với các em trong trường thôi. Rồi khi trở lại thì mình đổi lại, hồi sáng em nào học với cô Pelton thì bây giờ học với cô Đặng, tức là tiếng Việt. Còn em nào sáng học với cô Đặng thì bây giờ qua học tiếng Anh. Rồi các em chuẩn bị đi về, lớp bắt đầu lúc 8 giờ sáng, kết thúc lúc 2 giờ chiều. Mời quý vị cùng theo nhóm phóng viên người Việt chúng tôi làm quen với một buổi học tiếng Việt của lớp cô Hương Đặng nhé. Rồi chúng ta sẽ nói với nhau hôm nay mình làm việc gì nha. Gì? Màu da cam. Màu da. Số mấy? Số 6. Số 6. Ngày hôm nay là ngày 6. Số 6. Nhớ tên cô. Nội quy. Nội quy. Số 1. Nhìn cô. Cô coi ai nhìn cô đây. Brody, these are the rules. You are reading it. Nhìn cô. Nghe cô. Nghe cô. Số 2. Số 2. Đi, đi, đi. Mỏi chân quá. Mỏi chân quá. Đây là dây. Đôi giày. Một cây số mỏi chân rồi. Đường còn xa lắm không? Một cây số mỏi chân rồi. Tội nghiệp quá. Đôi giày. Nếu The Mill là trường tiểu học đầu tiên ở California thực hiện việc dạy song ngữ Việt-Anh, thì California lại là tiểu bang thứ tư trên toàn nước Mỹ có chương trình này. Theo cô Hương, thì Seattle ở tiểu bang Washington là nơi đầu tiên trên toàn quốc dạy song ngữ Việt-Anh trong trường công lập cách đây 3 năm. Kế đó là Oregon, rồi Texas, hiện giờ thì có thêm California. I can only speak in English. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. I only know how to count to 14. Ôm gì? Bà. Bà. À, ở nhà Bà nói tiếng Việt hay là tiếng Anh? Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt hả? Đâu con nói cho con nghe coi. Hôm nay con đi học ở lớp này con học cái gì? Con học toán. Rồi con học gì nữa? Con học. Bạn con tên gì? Christine. Bạn này tên gì? Tom. Rồi con hỏi bạn. You say my name. Cô Trish,
Montgomery, đại diện học khu Westminster, giải thích rõ hơn về chương trình song ngữ Việt-Anh. You know, we are extremely excited about the program and the progress that the children have made already. If you were to have been here on the first day... Các em mẫu giáo của chương trình này học giống như những em mẫu giáo bình thường, tức là các em cũng học về số, đếm số, về màu sắc, về hình dạng và nhiều thứ khác. Có khác là các em học bằng hai ngôn ngữ. Westminster là nơi có rất đông người Việt, có khát vọng bảo tồn di sản văn hóa ngôn ngữ Việt. Đó là một mục tiêu. Đây cũng là nơi có nhiều học sinh gốc Latino hay sắc dân khác. Thì mục tiêu nữa là để cho các em có thể nói được hai thứ tiếng, thậm chí cả ba thứ tiếng. Chỉ mới có một tháng thôi, nhưng đã thấy có sự tiến triển. Các em mẫu giáo giống như những miếng bọt biển, thẩm thấu rất nhanh, tiếp thu rất lẹ. Chúng tôi không thể vui hơn với những điều đó. Với những phụ huynh có con cháu đang theo học lớp mẫu giáo song ngữ Việt Anh, thì họ nói gì về điều này? Mời quý vị cùng lắng nghe. Việt á, để thôi nó quên, nó không nhớ, như em cũng không biết tiếng Anh nữa, để thôi là nó nói tiếng Việt, tiếng Anh không em không biết, nên giờ em cho nó học, nó em thích cho nó đi học cho tiếng Việt á. Dạ thưa, tại vì mình nghĩ tương lai của mấy đứa cháu, con cháu Việt Nam cần phải giữ gìn tiếng Việt để mà truyền đạt sau này. Tại vì nước Việt, tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Chúng ta qua đây là vì đi tị nạn, cho nên mong muốn rằng nước của chúng ta càng ngày càng được mọi sự tốt đẹp, và con cháu chúng ta nói được tiếng Việt để các cháu giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của tiếng Việt, nước Việt. Tại vì em cái chương trình này nó phổ biến mới đây, em muốn con em sau này lớn lên nó có tương lai một chút là học hai được hai thứ tiếng trên vùng miền Bắc Cali mình, miền Nam Cali mình. Well, I learned through this friend, through my wife, because she's always like searching stuff for her, for school, the best for her. So she told me about this program, and at first I was like, oh, I don't know if it's a good idea, because I mean, like, she's only gonna be here for, you know, a couple years and stuff. But then, tôi biết đến chương trình này là nhờ vợ tôi. Lúc cô ấy đi tìm xem trường học nào tốt cho con, thì cô ấy nghe nói đến chương trình này. Tôi thấy đó cũng là một ý hay. Con tôi đã biết tiếng Hispanic, tiếng Anh, giờ biết thêm một thứ tiếng nữa thì rất tốt. Thoạt đầu thì con tôi nói nó không thích, nó không hiểu, nó không muốn, nhưng giờ thì thấy nó khác hơn rồi. Mỗi ngày về nhà, nó đều kêu, ba ơi, hôm nay con học cái này, học về màu sắc, học đếm số. Nó cứ dạy chúng tôi nói như thế này, thế kia trong tiếng Việt. Tôi cũng thử nói theo nó, nhưng không được, nhưng mà nó làm chúng tôi vui, rất vui. Được xem là người cầm chuông giống lên những hồi đầu tiên cho chương trình song ngữ Việt-Anh của tiểu bang California, cô Hương Đặng thừa nhận. Tôi biết trách nhiệm rất nặng nề vì phải làm tốt cho chương trình có kết quả. Dạ, mình biết cái trách nhiệm của mình nặng nề lắm. Nhưng mà nó là cái chương trình đầu tiên cho nên cũng là một cái kinh nghiệm để học hỏi. Thì mình chỉ làm hết sức mình, cũng giống như mình cũng kêu gọi. Thí dụ như những người trưởng lão trong cộng đồng, hoặc những người có kinh nghiệm, hoặc các giáo sư, hoặc là trong truyền thông có những gì mà giúp được đó, thì có thể xin cứ giúp. Là tại vì đây là một chương trình mới mà cũng là một cái tin tốt cho cả cộng đồng mình. Khi tiếng Việt được vào trong dòng chính thì hy vọng là cũng sẽ có nhiều sự giúp đỡ của tất cả mọi nơi của cộng đồng Việt Nam mình. Thì cái trách nhiệm mình biết rất là nặng nề vì là mình phải làm tốt để cho cái chương trình này nó có kết quả. Các em hát chung với nhau với bạn một lần nha. 1, 2, 3. Em cứ là một bé ngoan, em vẫn yeah.